Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ định giá Bitcoin những giờ và ngày tới đây cho bạn. Những ngày tới đây thì mình sẽ không có ở văn phòng. Thì mình sẽ cố gắng làm những cái video 3 phút và đẩy nó lên kênh YouTube cho bạn nghe. Những thông tin mới nhất của tiền điện tử thì mình vẫn cập nhật nó, và lúc mình có thời gian thì mình sẽ làm những cái video rất là ngắn. Mình sẽ không đi vô chi tiết và mình sẽ cập nhật cho bạn. Riêng cái video này thì mình nói về giá Bitcoin. Thường thường cuối tuần á thì cái giá nó không có thật. Ngay bây giờ là thứ bảy ở bên Việt Nam rồi, ok, và ngay bây giờ cũng là thứ bảy ở bên Mỹ, nhưng mà nó là buổi sáng, ok. Thì những cái giờ tới đây, những cái giờ tới đây, từ đây tới hết chủ nhật luôn á, ok, thì tất cả những gì mình thấy thì giá nó sẽ đi ngang hoặc xuống. Nghe, ngang hoặc xuống. Nhưng cái chống lưng của mình vẫn vậy, là khoảng cỡ 17.000, nghe, 16.900 mấy đó, ok. Thì nó, cái chống lưng chỗ đó nó cũng rất là mạnh. Ngay bây giờ nó phải giữ ở đó để đầu tuần tới nó bắt đầu bay, ok, đầu nó bắt đầu bay. Cái phần trăm đi xuống ngay bây giờ ngắn hạn nhất, ngay bây giờ là những giờ tới đây mình nói, là cao hơn cỡ khoảng 55%, nghe. Rồi sau đó có thể là thứ hai, thứ ba và vô cỡ thứ tư thì tất cả mọi thứ nó bay lên lại, cũng trùng hợp với cái lịch của Fed, của Powell ra tuyên bố cái lãi suất của tháng này, ok, ngày 14, ok, ngày 13, ok, là mình đã về lại văn phòng rồi, ok. Thì mình sẽ làm những cái video